Viêm nhiễm phụ khoa, viêm nhiễm nấm ngứa, khí hư ra nhiều có mùi hôi khó chịu làm chị em lo lắng. Ngại giao tiếp cô bé bị khô hạn, thâm đen, giãn rộng làm cho cuộc sống vợ chồng gặp trục trặc. Khó hòa hợp thỏa mãn khi ân ái, lâu dần khiến tình cảm vợ chồng lãnh đạm gây tan vỡ hạnh phúc. Trong vô vàn những biện pháp cứu cánh thì viên nén phụ khoa Ovafit vẫn được các chuyên gia khuyên dùng. Sản phẩm không chỉ giúp giải quyết vấn đề giãn rộng cô bé mà còn cải thiện trẻ hóa vùng kín như thời xuân cho chị em. Ovafit là viên đặt phụ khoa được các chuyên gia nghiên cứu tại Hàn Quốc nghiên cứu và cho ra đời nhằm mang đến cho chị em phụ nữ một giải pháp níu giữ hạnh phúc gia đình. Sản phẩm được chiết xuất từ thành phần dược liệu thiên nhiên kết hợp phương pháp bào chế đặc biệt giúp cho các dưỡng chất dễ dàng thấm sâu. Tác dụng nhanh chóng, viên đặt phụ khoa Ovafit không chỉ hỗ trợ xe khít vùng kín mà còn đánh tan mùi hôi khó chịu. Làm sạch khử mùi cô bé, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm, nấm ngứa âm đạo, giúp cô bé hồng hào quyến rũ hơn, tạo cảm giác hưng phấn hơn khi ân ái. Nguồn gốc Ovafit, sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc thuộc công ty LCM Sion với máy móc đạt chuẩn GMP. Và được công ty trách nhiệm hữu hạn Ova Việt Nam nhập khẩu, phân phối độc quyền, đối tượng sử dụng Ovafit. Phụ nữ sau sinh 15 ngày cần đặt để xe khít âm đạo, cải thiện màu sắc cô bé, cô bé bị rộng do quan hệ quá nhiều. Quan hệ sai cách chị em gặp tình trạng khô hạn âm đạo, viêm nhiễm phụ khoa, phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh phụ nữ đang cần một sản phẩm xe khít âm đạo lành tính, hiệu quả, công dụng viên đặt xe khít Ovafit. Viên đặt phụ khoa sau khi đưa vào âm đạo sẽ tiến hành thẩm thấu dưỡng chất tiêu diệt các vi khuẩn gây hại. Giúp cho cô bé xe khít đáng kể, nên mang lại những tác dụng không ngờ, bổ sung các dưỡng chất cần thiết hỗ trợ cho việc tái tạo lại lớp niêm mạc bị tổn thương. Giúp cho các vết thương trong âm đạo lành lại nhanh chóng, giúp cân bằng độ pH âm đạo từ đó giúp cho cô bé được khỏe mạnh hơn giúp tăng cường độ đàn hồi cho âm đạo hỗ trợ xe khít âm đạo làm cho cô bé săn chắc hơn hỗ trợ đánh tan mùi hôi khó chịu giúp cho cô bé được hồng thơm và quyến rũ hỗ trợ cải thiện mang lại cảm giác hưng phấn khi quan hệ làm cho cả chàng và nàng thỏa mãn khi ân ái hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa viêm nhiễm nấm ngứa khô hạn âm đạo hỗ trợ làm giảm bớt cơn đau bụng kinh khi đến kỳ kinh nguyệt Hỗ trợ thanh lọc và làm sạch các chất bẩn bên trong cô bé, cách sử dụng Ovafit với những viên nén đặt vùng kín chị em thường lo lắng không biết nên dùng làm sao cho hiệu quả. Không gây ảnh hưởng đến cô bé sau này, vì thế mà blog sức khỏe sẽ hướng dẫn bạn cách dùng sau đây. Bước 1, vệ sinh sạch sẽ tay với xà bông và vùng kín bằng dung dịch vệ sinh dùng mỗi ngày. Bước 2, để đưa viên nén vào bên trong dễ dàng bạn cần chọn tư thế phù hợp như ngồi trên bồn cầu. Gác một chân lên bồn cầu, ngồi xổm hoặc nằm ngửa. Bước 3, đưa viên nén vào âm đạo bằng cách dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp viên nén đặt vào cửa âm đạo. Sau đó dùng ngón trỏ đẩy nhẹ viên nén từ từ đi vào sâu bên trong, cố gắng càng sâu càng tốt. Và để mang lại hiệu quả nhanh chóng thì theo hướng dẫn nhà sản xuất bạn nên dùng liều lượng 10 viên trong 17 ngày. Với 3 ngày đầu dùng mỗi ngày một viên, và vào ngày thứ năm đặt viên thứ tư thì duy trì liều lượng 2 ngày đặt một viên chống chỉ định, không dùng cho phụ nữ chưa quan hệ và đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Dù không kiêng quan hệ nhưng bạn nên hạn chế quan hệ khi đặt sản phẩm trong khoảng từ 2 đến 4 tiếng. Ovafit giá bao nhiêu? Sản phẩm được bán với giá niêm yết là 1 triệu 699 nghìn đồng trên một hộp và đang được khuyến mãi giảm giá còn 1 triệu 499 nghìn đồng trên một hộp. Bạn quan tâm đến sản phẩm có thể kích vào đường link ở dưới mô tả và comment để mua hàng hoặc để lại số điện thoại để đặt hàng nhé.